Đến 23 giờ ngày 21 tháng 11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu 1, phường 26 xuống sông Sài Gòn mất tích. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 59B2-92648 đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng từ quận Bình Thạnh đi thành phố Thủ Đức. Khi đi đến giữa cầu Bình Triệu 1 thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, thì người này bất ngờ bỏ lại tài sản, đột ngột dừng xe rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn. Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người đi đường hô hoáng tìm cách cứu nam thanh niên nhưng bất thành. Người này chới với trong dòng nước chảy mạnh rồi chìm dần. Người nhà nạn nhân sau khi nghe tin đã chạy đến cầu khóc lóc thảm thiết. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Tại hiện trường, nam thanh niên để lại xe máy, ba lô, một đôi giày. Trong đêm, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều hàng chục chiến sĩ đến tổ chức công tác cứu nạn. Tuy nhiên, sau hơn một giờ tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy tung tích nam thanh niên. Sau khi được người nhà cung cấp thông tin để mở khóa điện thoại cá nhân của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện messenger của người này đã bị chặn bởi một cô gái nghi do mâu thuẫn tình cảm trước đó chiều cùng ngày một phụ nữ 61 tuổi cũng bỏ lại xe máy trên cầu Sài Gòn, phường 25 quận Bình Thạnh rồi với mình xuống sông Sài Gòn mất tích như vậy chỉ trong vòng 24 giờ lực lượng, lượng chức năng đã ghi nhận hai vụ nhảy cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nguyên nhân cả hai vụ nhảy cầu trên vẫn đang được điều tra làm rõ